sư rất là tốt lành đạo đức như chúng ta nhìn lại cái giáo sư truyền tin của chúng ta đây, rồi sinh ra trong một gia đình cũng rất đạo đức. Bên nội thì cũng bảo cụ Trùng Sinh cũng là hiền lành đạo đức, rồi bên ngoài bảo cụ Đình Quay đều đóng góp công lao to lớn xây dựng giáo sư truyền tin này. Thế thì em, thế rồi sau đó chúng ta nhìn vào toàn bộ mặt đây, chúng ta thấy một gia đình rất là đạo đức, bởi vì sinh ra một người con, nó đang buồn trong gia đình chúng có mang người con để dâng mình cho Chúa phục vụ trong nhà Chúa. Cha mới đây có hai đứa con trong dòng gia đình, rồi chúng ta cũng chỉ có một đầu con trai lớn ở nhà để đổi phụng dưỡng ông bà thôi. Và thưa anh chị em, anh chị em chúng ta thấy tất cả những cái đó, cái nơi để mà sinh ra cha mới này là một nơi rất là hạnh phúc, là cái nơi mà đầy đầy đạo đức. Cái này này hôm nay chúng ta mừng với cha mới, chúng ta mừng với bà cụ, mừng với tất cả hai bên gia đình mừng mặt, chúng ta có chạm vào tay chúng ta mừng con. Và anh chị em chúng ta thấy cha chúng ta đây ngài luôn luôn cái hạnh điều đó. Cây chị em rồi trong đời sống ở nhà cũng rất là tốt lành theo truyền thống của gia đình trong đạo đức, và bắt đầu ngài chưa có cảm nhận được ơn quả đặc biệt, cho nên ngài rất chịu khó học hành mấy giờ tiếng gọi cái sắc xa để ngài đi theo Chúa. Và giờ đây ngài sẵn sàng bỏ tất cả mọi sự để quay trở về để dâng mình cho Chúa. Bây giờ cha có mang sự bồng quan được đỡ, và từ đến ngày hôm nay chúng ta thấy ngài đã trở thành linh mục của Chúa giáo hội, trở thành linh mục để phục vụ cho dân Chúa với tinh thần phục vụ của Đức Kitô. Và thưa anh chị em, rồi chúng ta phải nhớ lại lời ngài Thánh Teresa nói rằng một linh mục để đem Chúa đến cho mọi người và đem mọi người về Thiên Chúa. Và ngày hôm nay con thấy chúng ta đang cần tinh thần phục vụ của linh mục. Cho nên anh chị em, chúng ta thấy linh mục rất cần thiết cho đời sống đạo của chúng ta, phục vụ những người đã sống với Chúa, đã đánh được những điều rồi mà vẫn cần linh mục. Bởi vì các tín hữu đều cần linh mục cả. Cái đời sống của một tín hữu liên quan đến linh mục rất là nhiều. Thánh Chúa cho chúng ta tham dự thánh lễ, rồi chúng ta đứng nhận các bí tích. Nếu như chúng ta làm linh mục thì chúng ta lãnh nhận chức linh mục, chức vụ linh mục của giáo hội. Nếu làm tu sĩ, chúng ta cũng qua các bàn tay linh, các bàn tay của giám mục hoặc linh mục thánh hiến chúng ta. Rồi anh chị em, chúng ta cứ như thế suốt cả đời, chúng ta gắn bó với các linh mục của Chúa. Khi ốm đau bệnh tật, chúng ta được linh mục nâng đỡ bình an, được các linh mục để nâng đỡ chúng ta trong cái đời sống thiêng liêng, yên ủi chúng ta khi chúng ta gặp những sự gian nan khốn khó, và khích lệ chúng ta trong niềm vui để chúng ta sống đạo. Rồi nếu như chúng ta cuối cùng chúng ta lãnh nhận bí tích cuối cùng, bí tích sức dầu thánh, và sau đó nếu chúng ta ra đi về với Chúa, các linh mục cầu nguyện chúng ta, tiễn đưa chúng ta đến nơi an nghỉ cuối cùng. Rồi chúng ta cứ như vậy suốt cả cuộc đời con, và hàng ngày buổi sáng, buổi tối, đặc biệt là buổi chiều, dành để cầu nguyện cho các linh hồn đưa được con. Các chị em đối với người Công giáo chúng ta là như vậy.
Thế còn đối với người khác ngày hôm nay hơn bao giờ hết, chúng ta thấy người ta đang cần các linh mục, bởi vì người ta cần Chúa Giêsu Kitô đến để đủ người ta. Biết bao nhiêu người khó khăn, biết bao nhiêu người cô đơn, biết bao nhiêu người bệnh tật mà không có người nâng đỡ, các linh mục đến để giúp đỡ cho họ. Rồi anh chị em chúng ta thấy các linh mục luôn luôn bảo vệ sự sống cho tất cả mọi người, cho các thai nhi, và các linh mục luôn luôn khuyên bảo mọi người, giúp đỡ các người cô thân cô thế như vậy. Rồi các anh chị em, các linh mục luôn luôn để làm cho Chúa đến với tất cả mọi người. Và Chúa là sự thật, Chúa là niềm vui, Chúa là niềm an ủi để yên ủi tất cả anh chị em. Khi người ta sầu khổ, rồi khi người ta gặp hoạn nạn khốn khó thì các linh mục đều có mặt, và các linh mục có thể giúp đỡ cho người ta sống công bằng hơn, sống bác ái hơn. Ngày hôm nay chúng ta thấy là nạn tham rất đầy dưới trên thế giới cả Việt Nam chúng ta nữa. Nếu như các linh mục mà yêu thương tất cả rồi, các linh mục luôn luôn giảng dạy để cho người ta bớt cái các tiêu cực đó, để làm sao cho xã hội có công bình, có bác ái. Và với linh mục cái chiều kích xã hội đó nó rất là lớn. Nhưng ngày hôm nay chúng ta thấy mẹ xã hội đang chuẩn bị tới một cộng đồng kỳ chung đó, hội đồng giám mục thế giới đó, về bàn vấn đề hiện hành trong giáo hội đó, đồng hành với tất cả mọi người để rồi đem Chúa đến cho mọi người, đem mọi người về với Chúa trong cái sứ vụ linh mục, kể đến giáo hoàng, các linh mục, một đoàn của đồng đoàn dân Chúa, nhưng trong đó phần đóng góp tích cực là của các linh mục của Chúa. Mình hân hoan với toàn thể giáo hội Việt Nam trong cái mùa chúng ta đang cảm tạ Chúa vì những hồng ân Chúa ban, hồng ân linh mục Chúa ban cho toàn thể giáo hội Việt Nam chúng ta, và với Thái Bình, giáo hoàng Thái Bình chúng ta, đặc biệt với giáo sứ truyền tin hôm nay, chúng ta được vinh dự nhờ Chúa đã thương ban cho chúng ta một linh mục nữa để đóng góp cho cái công trình chung của giáo hội, đó là đem Chúa đến cho mọi người, đem mọi người về với Thiên Chúa. Và đó là niềm vui chung của toàn thể giáo xứ, và đặc biệt của gia đình ông bà ông cố, và cách đặc biệt hơn nữa là của cha mới. Bây giờ đây thay lời cho tất cả mọi người, xin chúc mừng cha mới, xin chúc mừng bà cố, chúc mừng toàn thể gia đình, và xin Chúa ban ơn cho cha mới của chúng ta đây. Đề hai, với tất cả tâm tình của Đức Kitô đó, hôm nay mới là ngày đầu tiên để mà đáng tạ Chúa, còn bước đường truyền giáo của Ngài rất là nhiều, và có thể nói có những lúc gặp những khó khăn rất là khổ sở trong đời sống linh mục, nhưng nhờ chúng ta cầu nguyện, chúng ta tiếp sức cho Ngài bằng những kinh nguyện, bằng những lời cầu xin, bằng những sự hy sinh của chúng ta, để Ngài tiếp tục con đường của Chúa gọi Ngài đó là con đường dấn thân để phục vụ nhân loại, phục vụ tất cả mọi người, và đặc biệt anh em chị em chúng ta phải xin Chúa ban ơn lành cho Ngài để Ngài chu toàn nhiệm vụ mà Chúa trao phó, để tìm được niềm vui hạnh phúc đời này và hạnh phúc mai sau nữa. Xin chúc mừng cha mới, xin chúc mừng bà cố, và xin chúc mừng toàn thể giáo xứ truyền tin của chúng ta.